Quý khán giả đang theo dõi những hình ảnh tổng hợp của chặng 3 giải đua xe MotoGP 2019. Chặng 3 được tổ chức tại đường đua Circuit of the America ở Mỹ vào ngày 15 tháng 4 với tổng chiều dài đường đua là 110,3 km, kéo dài trong 20 vòng đua. Đường đua Circuit of the America nằm ở trung tâm bang Texas, phía trung nam của nước Mỹ và là tiểu bang lớn thứ hai xứ sở cờ hoa. Circuit of the America được thiết kế rất đa dạng và khác biệt với độ chênh lệch giữa các con dốc lên đến 41m. Bên cạnh các góc cua rất gắt được bố trí liên tiếp nhau, biến COTA trở thành một trong những đường đua khó bậc nhất tại MotoGP. Ba vị trí xuất phát đầu tiên lần lượt là Marc Marquez của Repsol Honda Team, Valentino Rossi của Monster Energy Yamaha MotoGP và Can Rutlo của LCA Honda Castrol. Và chặng 3 MotoGP 2019 chính thức bắt đầu. Góc quay trên cao cho chúng ta thấy các góc cua tại COTA là gắt như thế nào. Ngay những phút đầu tiên, nhà đương kim vô địch Marc Marquez đã vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Ngay ở phía sau anh lúc này lần lượt là Valentino Rossi và Can Rutlo. Tính đến trước chặng 3, Đức Bohem 93 và Dovizioso đang là hai tay đua dẫn đầu bảng tổng sắp. Đây là vị trí quen thuộc của hai tay đua này trong những năm gần đây. Nếu tính riêng tại COTA, số 93 của Repsol Honda Team đang là tay đua giữ kỷ lục vô địch chặng với 7 lần đứng cao nhất trên bục podium. Marquez bất khả chiến bại tại đây trong suốt những năm qua. Can Rutlo đang tăng tốc ở đoạn đường thẳng, anh liên tiếp tấn công Valentino Rossi và tìm cách để vượt mặt tay đua người Ý. Ôi không, số 35 của LCA Honda Castrol đã vào cua bị lỗi khiến anh trượt dài ra khỏi đường đua. Thật đáng tiếc cho Can Rutlo. Chúng ta có thể thấy nỗi thất vọng của tay đua người Anh và đội ngũ kỹ thuật khi anh đang có một sự khởi đầu tốt tại MotoGP 2019. Vậy là chặng 3 lại tiếp tục có lỗi của các tay đua khi xuất phát. Lần này, người mắc lỗi chung start là Maverick Vinales của Monster Energy Yamaha MotoGP và John Mir của team Suzuki S-Star. Cả hai tay đua phải chấp nhận phạt chạy xuyên qua pit lane. Alex Rins vừa tăng tốc và ép cua trái để vượt mặt Jack Miller và vươn lên vị trí thứ 3. Lúc này, Đức Bohem 93 vẫn đang dẫn đầu đoàn đua. Anh đang vào cua với tốc độ cao. Ôi không, nhà đương kim vô địch đã mất kiểm soát và chiếc RC213V văng ra khỏi đường đua. Anh đang cố gắng đứng dậy để quay lại cuộc đua, nhưng có vẻ như nhà đương kim vô địch phải nói lời chia tay chặng 3 tại đây và không thể tiếp tục nâng cao thành tích ấn tượng của mình tại đường đua này. Quay trở lại cuộc đua, cú ngã của nhà đương kim vô địch đã tạo điều kiện cho hai tay đua Valentino Rossi và Alex Rins vươn lên cạnh tranh quyết liệt cho vị trí cao nhất trên bục podium. Số 42 vừa ép cua trái để vượt mặt The Doctor trong sự phấn khích của đội ngũ kỹ thuật team Suzuki S-Star. Đã là những vòng đua cuối cùng rồi, Valentino Rossi đang cố gắng ép cua trái để vượt mặt Alex Rins nhưng bất thành, tất cả đang rất hồi hộp. Các thành viên đội ngũ kỹ thuật của hai đội đã chạy ra sát đường đua để cổ vũ. Và cuối cùng, Alex Rins của team Suzuki S-Star đã cán đích đầu tiên tại Circuit of the America. Về thứ hai là Valentino Rossi. Vị trí thứ ba thuộc về Jack Miller của Ramac Racing. Andrea Dovizioso về vị trí thứ tư và vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp sau chặng 3. Chiến thắng của Alex Rins không chỉ có ý nghĩa riêng với tay đua số 42 mà còn có giá trị vô cùng tích cực với team Suzuki S-Star. Đã lâu lắm rồi, đội đua màu xanh chữ S mới đứng cao nhất trên bục podium. Xin chúc mừng Alex Rins và đội ngũ kỹ thuật của team Suzuki S-Star. Sau đây là kết quả của chặng 3 MotoGP 2019. Và đây là bảng xếp hạng của các tay đua sau chặng 3 MotoGP 2019. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những hình ảnh tổng hợp chặng 3 của giải đua xe MotoGP 2019. Và mời quý vị tiếp tục đón xem chặng 4 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 vào lúc 19 giờ tại đường đua Circuit of Jerez ở Tây Ban Nha và được tường thuật trực tiếp trên kênh Forsport với phần bình luận tiếng Việt do Honda Việt Nam tài trợ. Honda Việt Nam tự hào tài trợ đội đua Repsol Honda Team từ năm 2016.